Chào quý ông bà cô chú, thì clip này em cũng cảnh tỉnh cho bậc làm cha làm mẹ ha. Thì bữa nay vô tình con của mình nó ngủ rồi nó thức dậy rồi cái nó ra mà ngoài đây mấy sông mà cầu thang gì nè quý ông bà cô chú, nó chạy quạng rồi nó lấy cái này nó đi vô chuồng gà, nó lấy rồi lên đây nó ngồi hình gì luôn nè. Mà rất tiếc là camera mình quay không có được, thành ra bây giờ quay lại từ thật lại cho quý ông bà cô chú anh chị các bạn được thấy. Và nó bà cô chú thì em thật sự có một fan hú hồn, thì cái video này không phải mục đích câu like câu view mà để cho quý ông bà cô chú giữ con mình cho chặt hơn. Giờ clip này em cũng tẩn tới già rồi, là em không bao giờ mà một khi ngủ là phải phá cửa là chặt như vậy nè quý ông bà cô chú. Mới có mười mấy tháng à, lấy ở trong chuồng gà đó đó, là đi lấy cái bình này ở đây, nó leo ở đây, nó ngồi ở đây gì nè quý ông bà cô chú. Dạ nữa cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú rất nhiều. Giờ clip này cũng mang thông điệp là cha bậc làm cha làm mẹ hãy cẩn thận hơn, em cũng có kinh nghiệm làm sao. Thank you.
Thank you.